Chào các bạn nhé, hôm nay mình với Tây Hà đi câu cá trên dòng suối rất đẹp. Trước mặt các bạn đây là một cây thuốc, hiện có cây thuốc đây chúng tôi lấy luôn. Đây là cây tai mèo các bạn nhé. Đây Tây Hà vừa chặt cái cây kia là cây bùng bùng trắng ấy, hay còn gọi cây bão bão. Đây cây tai mèo này là cái bụi cao chừng 2 đến 4 mét, phần cái ngọn của nó lá và quả, còn non nó màu xanh này, xẻ ra giống như quả khế không, khi già nó chín này, các bạn nó giống cái tai mèo, gọi tai mèo. Bên trong hạt này, hạt đen. Đây lá nó hình tim, mặt trên không lông, mặt dưới rất nhiều lông này. Quả cái cây này là không quả thì nhiều nhưng mà cái hoa của nó màu tím, bã trầu ấy, nó hay rủ xuống. Hôm nay cái cây này không còn cái hoa nữa, quả của nó vào trùng được lên như này, các bạn xem nó có giống cái tai mèo dạng màng, đông dạng màng này, tai của con mèo. Cây này thường mọc hoang ở vạt đồi bãi suối, cạnh những cái bờ suối bờ mương. Sau đây mình xin chia sẻ một số các tác dụng của cái tai mèo này. Cái lá này các bạn dùng làm rau ăn nha, lá non làm bánh tẻ, để chúng ta tự bỏ cái gân nó đi, gân cứng này vò kỹ, thái nhỏ nấu canh ăn thì nó rất là hay, nó có canh nó nhất nhất cho quý vị, giống như canh bí. Cây tai mèo này có tác dụng dành cho chị em phụ nữ, nó là những phụ nữ kinh nguyệt không đều là đau bị kinh này, để hoạt huyết tán ứ thì các bạn lấy toàn thân cái cây này, toàn thân nhé, sau đó là chúng ta phơi khô đó, sắc nước uống, hoặc chúng ta có thể dùng tươi uống, nó dùng để bõ gãy xương ấy, thì các bạn lấy một nắm cái rễ của cây tai mèo này, nhiều dễ lắm nhé, một nắm vỏ cây gạo, một nắm dây tơ hồng, một nắm lá xoan, một nắm giữa dại, dễ giữa dại ấy, một nắm ngải cứu, chúng ta giã nát và đắp vào cái chỗ bị gãy xương. Chia sẻ với các bạn một số cái tác dụng rất là tốt của cái cây tai mèo này. Chào các bạn nhé.